Cái Nhi này đi học sao giờ này chưa chịu về nữa à? Không biết đi đường xe cộ có sao không nữa. Thiệt lo ghê vậy. Trời đất ơi, người đâu mà vô ý thức, rác nhà mình không bỏ đem qua nhà ta bỏ à? Người đâu kỳ cục, biết sạch nhà mình thôi hả? Cái thùng rác trước cửa nhà mấy người á, đi tới bỏ chút chắc chết quá à. Sao quý rác lắm phải không? Quý quá thì đem vô nhà ấp luôn đi, để làm kỷ niệm luôn đi, chân lên tủ luôn đi. Rác mà để bên nhà người ta à? Người đâu mà vô ý thức, vô giáo dục, vô văn hóa, vô học thức, thiệt tình luôn á. Ủa sao nãy giờ tôi nói mà không ai thèm lên tiếng hết vậy? Sợ quá rồi đúng không? Người đó mà kỳ cục, bực bội à. Ê, ê con, bỏ xuống, bỏ xuống. Người ta giục trước nhà mình để người ta qua người ta lụm. Không mất mớ gì, người ta lụm hết. Qua nó lụm nè. Không, cái này của con. Cái gì? Cái này sao? Của con á, hồi sáng con uống sữa, cái mẹ cầm mẹ giục ra đây nè. Ủa, nói gì sáng nay mẹ giục hả? Dạ. Sao mẹ không nhớ vậy cả? Thôi thôi thôi, vậy hả? Ở đây đây đây. Dạ. Ở đây chút nữa mẹ quăng cái thùng rác. Ê, trục chân của mẹ. Sao vậy con? Sao buồn vậy? Bật Nhi Nhi, đợi mẹ chút. Sao vậy con? Cục cưng của mẹ anh trao rồi nè, trao rồi nè. Anh trao nói mẹ nghe coi. Tại cô bắt con chép phạt có cái điều mà con không có làm. Trời đất ơi, cô giáo gì mà kỳ cục vậy? Con người ta không làm mà bắt người ta chép phạt là sao? Bực bội à? Con ngồi yên đó cho mẹ. Cái chuyện gì mẹ nhịn được, cái chuyện này là không bao giờ mẹ nhịn được hết á. Bực bội à. À cô giáo, cô là cô giáo của bé Nhi phải không? Tôi nè, tôi là tôi là mẹ của bé Nhi. Cô quá đáng, cô cảm thấy cô quá đáng hay không? Cái gì không có từ từ gì hết á. Tại sao con tôi nó không làm, còn bắt nó chép phạt là chép phạt cái gì? Hả? Mà cô nghĩ đi, cái tay của con tôi nè, trời ơi, tao nói nó búp măng nó đẹp như vậy nè. Mà chép phạt nó dơ tay con tôi, rồi nó chai hết tay con tôi thì sao? Cái gì mà từ từ, không có từ từ gì hết. Hả? Cô giải thích cho tôi đi, tại sao? Rồi cô bắt nó ngồi ở trường nó chép phạt tới 6 giờ luôn là sao? Dạ không, 5 rưỡi. Trời đất ơi, mình phải nói quá lên vậy cho nó nghiêm trọng. Đó, cô thấy không? Thấy không? Con tôi nó quá thật thà luôn. Tôi nói 6 giờ nhưng mà nó phải đính chính lại là 5 rưỡi. Cô vậy mà cô không thương học trò cô sao mà cô làm như vậy chứ? Không có gì hết, tôi không nghe. Tôi không cần nghe. Cô không cần phải giải thích. Bây giờ cô cái đời đó đi. Ngày mai tôi sẽ có mặt trên trường. Tôi sẽ báo cáo với thầy hiệu trưởng. Nha, vậy đi. Không, không, tôi không nghe giải thích. Tôi không cần nghe, không cần nghe. Đó, vậy đi. Bực bội à. Ủa? Dám đụng tới con mẹ. Vậy là ngày mai mẹ lên gặp thầy hiệu trưởng thiệt á? Phải gặp thầy hiệu trưởng con. Phải cho thầy hiệu trưởng biết để thầy hiệu trưởng phạt cô con. Lỡ thầy biết làm sao? Thì thầy biết thầy mới phạt cô con được chứ. Làm không đúng, ăn hiếp học sinh vậy là không được. Nhưng mà sao thầy phải phạt cô? Cái người không làm bài là con mà. Thì cái người... Là con không có làm bài. Con... Trời đất ơi. Trời ơi, Nhi Nhi, con nói gì mẹ không hiểu gì hết trơn trò vậy? Hồi nãy con nói rõ ràng với mẹ là cô phạt con vì cái điều mà con không làm mà. Dạ thì điều con không làm là con không có chịu làm bài. Trời đất ơi, thì ra là con không chịu làm bài nên cô phạt hả? Dạ. Nói vậy là phạt đúng quá rồi. Dạ. Rồi sao không nói rõ? Mẹ có cho con nói đâu, con chưa kịp nói gì mẹ gọi cho trời cô ơi. Rồi. Trời ơi, chết rồi, trời ơi. Vậy mặt mũi nào mẹ gặp cô nữa đây, thiệt tình luôn à.